Dạ vâng, em Tình xin chào cả nhà và chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Mua Bán Trao Đổi Xe Cũ. Hôm nay thì em về thêm được một cái mẫu xe cực kỳ nhỏ nhắn và xinh xắn. Đó, anh chị thấy đẹp không ạ? Một chiếc xe mà thương hiệu của Đức, nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ. Chiếc này thì khoác trên mình cái màu ngoại thất màu xanh Kawasaki, rất là mê luôn. Đó, thì một cái form dáng cực kỳ giống với cái dòng Audi A1. Thì hôm nay em sẽ có chiếc đến từ thương hiệu, đó là Volkswagen Polo, phiên bản động cơ 1.6 AT hatchback, trang bị ngoại thất màu xanh Kawasaki, nội thất đen. Đó, thì chiếc xe này của em là sản xuất năm 2020, đăng ký lần đầu năm 2021. Và chiếc xe siêu lướt mới chỉ lăn bánh được 16.000 km zin thôi. Xe đăng ký tên tư nhân biển thành phố, một chủ từ mới. Xe thì rất là mới và đẹp luôn. Đó, bởi vì đặc thù những chiếc xe này thì em phải khẳng định là với những quý anh chị khách hàng nào ưa thích sự khác biệt và độc đáo của chiếc xe này thì anh chị mới có nhã hứng cũng như là sự quan tâm đến một cái dòng xe thực sự rất là lạ mắt như thế này. Rất là đẹp đúng không ạ? Volkswagen là một thương hiệu xe của Đức rất là nổi tiếng rồi. Và chiếc xe này thì được thương hiệu đặt nhà máy sản xuất ở tại Ấn Độ. Thì chiếc xe được nhập khẩu của Ấn Độ anh chị nhé. Sản xuất năm 2020, đăng ký lần đầu 2021. Xe rất rất mới luôn. Đó, đây em mời anh chị cùng em đi quanh một lượt chiếc xe này để mình cùng xem, khám phá và đánh giá với em nhé. Anh chị thấy một chiếc xe ở phân khúc rất là nhỏ nhưng mà được đầu tư vào bộ la răng, nhìn cực kỳ là đẹp mắt đúng không ạ? Mặc dù nhìn nó khá là đơn giản thôi nhưng mà cái la răng này anh chị cứ nhìn lâu và nhìn mãi nó vẫn thấy đẹp luôn. Đó, và cái form dáng của cái dòng Polo này em cũng rất thích, bởi cái dáng hatchback của nó nhìn nó khá là mềm mại, uyển chuyển. Đó, nhìn nó rất là trường luôn anh chị nhé. Nó không khác những dòng hatchback khác, nhìn nó một cái vẻ gì nó rất là riêng luôn. Đó, màu xanh cực kỳ đẹp luôn. Và một cái thiết kế mà em rất là hay, đó là thiết kế phần mở cốp này được sử dụng luôn vào phần logo của chiếc xe. Đây anh chị có thể thấy này, một chiếc xe rất rất mới, 16.000 km cho một chiếc xe sản xuất 2020. Và thực tế thì với những cái dòng Volkswagen này, nó không dành cho những anh chị đi nhiều đâu ạ. Đó, nó chỉ dành cho những anh chị mà thích cái sự khác biệt, thích sự độc đáo, anh chị mua và đi lại ở quanh nội thành và quanh phố thì nó rất là tuyệt vời luôn. Và chiếc xe này thì đúng là những cái ưu điểm dành cho những anh chị như vậy. Nếu như mà bác nào đang muốn tặng cho mình một chiếc xe cho vợ yêu của mình thì em nghĩ rằng đây là một chiếc xe rất là phù hợp anh chị nhé. Vừa nhỏ nhắn xinh xắn này, hơn nữa thì cái tầm tiền lại chỉ có hơn 600 triệu thôi, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Nếu như hiện tại bây giờ anh chị muốn mua chiếc xe này, xe mới ở trong hãng, cũng không có Vin sản xuất năm 2022 luôn, mà Vin mới nhất hiện tại mà anh chị mua được xe mới nó là Vin 2021, với mức giá bán hiện tại của hãng đang là 695 triệu. Đâu đó thì chúng ta sẽ được giảm trừ khuyến mại tầm khoảng 30 triệu, còn khoảng 665 triệu mà anh chị còn phải đăng ký về biển Hà Nội thì anh chị phải thêm chi phí là 20 triệu tiền biển này, 12% thuế trước bạ này, kèm theo một số chi phí đăng kiểm rồi dịch vụ khác, em cứ gọi là 10 triệu nữa. Đôi khi tầm tiền đó anh chị đã có thể bớt ra để cho nhà mình, chị nhà mình đi mua sắm, đi đổ xăng tẹt ga, không phải ngại gì đến cái tầm gọi là giá lên đến 30.000 một lít cả, đúng không ạ? Đó, vẫn có xe đẹp tặng vợ, vợ vẫn yêu, vợ vẫn thích. Đấy, một điều mà em khẳng định với anh chị là như vậy. Lan man thì tản mạn quá nhiều. Bước vào phần nội thất thì anh chị có thể thấy luôn này, xe được sử dụng nội thất ghế da màu đen, cũng như là anh chị thấy là khoang nội thất của chiếc xe vô cùng rộng rãi đúng không ạ? Đó, là phông trần màu kem anh chị nhé. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Không phải giới thiệu quá nhiều, bởi vì là một chiếc xe lăn bánh 16.000 km sản xuất 2020 thì nó quá là mới và đẹp rồi. Đó, và đương nhiên rồi, về tất cả về chất lượng, về độ mới và pháp lý, bên em bán thì có cam kết bảo hành cho anh chị trên toàn quốc nhé. Đó, nên là mọi người đừng nên đặt vấn đề đó lên hàng đầu, mà đặt vấn đề hãy mua được chiếc xe này của em lên hàng đầu. Tất cả mọi thứ còn quá đẹp và quá mới ạ. Đó,
km thì mới chỉ lăn bánh được là 16.850 km thôi. Đó, có cả đàm thoại rảnh tay kết nối Bluetooth cho anh chị nhé. Đèn auto rồi. Vô lăng được thiết kế dạng cắt này, thể thao nhìn cực bê, cực kỳ là đẹp luôn. Đó, logo của Volkswagen rất là đẹp anh chị nhé. À, cùng em chiêm ngưỡng lại cái vẻ đẹp bên ngoài của chiếc xe này một lần nữa này. Ở chiếc xe này thì nếu như anh chị muốn xem chi tiết hơn thì anh chị có thể kết bạn Zalo hoặc là liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0911666325. Thì em sẽ gửi anh chị full hình ảnh chi tiết nội ngoại thất nhé. Kèm theo thì rất là sẵn lòng và mời tất cả anh chị có nhu cầu thì qua trực tiếp cửa hàng em để xem xe và chạy thử về sản phẩm. Anh chị sẽ mê nó luôn, em khẳng định là như vậy. Bởi bản thân em đã đi một con của Volkswagen rồi. Nó là con hai cửa Sirocco anh chị nhé. Đi thích lắm anh chị ạ, mà lại vô cùng tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đó, thân vỏ dày dặn, cách âm tốt, chất liệu tốt, rất là tuyệt vời luôn. Và khả năng tăng tốc thì cũng vô cùng là ấn tượng. Đó, thì em xin tóm tắt lại thông tin này. Đây là chiếc Volkswagen nhập khẩu nguyên chiếc tại Ấn Độ, sản xuất năm 2020, đăng ký là đầu 2021. Tên cá nhân, biển thành phố và xe lăn bánh chuẩn zin 16.000 km. Hiện tại với mức giá bán em tình đang chào bán là 645 triệu, còn thương lượng và có gia lộc cho anh chị thiện chí. Bên em bán thì luôn cam kết bằng văn bản và bao check hãng cũng như gara anh chị tùy chọn. Nếu như anh chị phát hiện ra lỗi sang cam kết, bên em nhận lại xe, hoàn lại tiền cho quý chị 100%. Xe luôn đảm bảo cam kết bằng văn bản các tiêu chí sau: xe không đâm đụng, keo chỉ zin, máy móc động cơ số nguyên bản, hồ sơ pháp lý sang tên đầy đủ minh bạch, không tranh chấp, không phạt nguội. Km sẵn sàng đặt bút ký cam kết 16.000 km chuẩn zin không tua. Đó, thì nếu như anh chị có nhu cầu thì em cũng đã đưa phần địa chỉ cũng như thông tin để anh chị liên hệ rồi. Anh chị vui lòng liên hệ trực tiếp với em Tình nhé, để có giá tốt nhất cũng như là để nhanh tay sở hữu chiếc xe vô cùng đẹp và xinh xắn này. Clip ngày hôm nay thì em Tình cũng xin phép tạm dừng tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.